Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bảng trong InDesign bằng cách là sử dụng tabs, sử dụng paragraph rules và paragraph border and shading. Sau khi mà tạo được bảng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa nhanh chiều ngang và chiều dọc bảng để các bạn có thể ghép vào thiết kế. Đầu tiên để thực hành thì các bạn cần một bảng dữ liệu Excel như thế này. Thì mình có để link của cái bảng dữ liệu này ở trên phần description của video, các bạn có thể lấy để thực hành cho nhanh ha. Ngoài ra thì mình cần phải biết một số thứ như sau. Đầu tiên là để set cái màn hình InDesign của các bạn giống với của mình, thì các bạn sẽ vào trong cái cửa sổ là Windows Workspace và chọn Advanced. Để mở được cái cửa sổ Tabs, mình sẽ vào Type, rồi mình chọn Tabs, thì nó sẽ ra cửa sổ Tabs ở đây. Và để mở được cái cửa sổ paragraph thì các bạn cũng vào phần type rồi chọn paragraph. Ở trong phần paragraph này thì để tìm được cái phần mà paragraph rule và paragraph border and shading thì mình sẽ phải bấm vô cái chỗ cái hamburger button bé bé ở bên đây. Click vô. Nó bị nhảy ra bên ngoài màn hình của mình ha, thì mình sẽ kéo ra ngoài đây. Đây, bấm vô cái nút này thì nó sẽ có cái phần là paragraph rules và paragraph borders and shading. Thì hai cái phần này mình sẽ sử dụng khi mà mình trang trí thêm cho cái bảng của mình. Mình sẽ bắt đầu với cái bảng dữ liệu Excel của mình ha. Mình sẽ dùng chuột drag hết cái bảng dữ liệu này. Sau đó thì mình bấm Command C. Ở bên máy PC nó sẽ là Control C ha. Xong rồi mình sẽ qua cái phần InDesign của mình. Mình chọn một cái công cụ Type Tool ở đây. Sau đó mình vẽ ra một cái box text. Và mình bấm Command V. Ở bên PC là Ctrl V. Thì mình sẽ có một cái bảng dữ liệu được dán qua InDesign mà nó hơi lộn xộn một tí. Thì để mà cho nó hết lộn xộn thì mình sẽ phải format lại một tí ha. Mình có thể chọn phông chữ. Sau đó thì mình sẽ phải chọn cái cửa sổ là Type Tabs. Ở đây cái cửa sổ này á, nó có mấy cái dấu hiệu mà mấy bạn nên biết. Đó là một số cái như là một cái tab mà dùng để canh trái, một cái tab canh giữa, một cái tab canh phải và một cái tab mà canh theo cái dấu chấm ngắt. Đó là lý do mà mình có add thêm cái phần IMDb rating của mấy cái phim này vô trong đây để cho nó có dấu chấm để mình làm demo cái phần mà cái align to decimal này nè. Mấy bạn có thể bấm Command A, Control A để chọn hết dữ liệu ở trong cái bảng. Sau đó mình có thể bắt đầu với một cái tab đầu tiên ha. Mình giả sử như mình muốn là cái tab canh trái đi, thì nó đang chọn tab canh trái rồi, mình chỉ việc bấm lên trên cái thanh này. Đó, khi mà mình bấm lên thì các bạn sẽ thấy cái tab đầu tiên của mình nó tự động nó nhích qua. Mình có thể thao tác mình đẩy qua đẩy lại để mình thấy cái sự thay đổi của cái vị trí của cái tab đầu tiên ha. Rồi, bây giờ cái tab tiếp theo đó là cái tab phim. Mình cũng muốn là cái tab phim nó xích ra, chứ nếu không thì nó sẽ bị cấn vô cái phần nội dung tên diễn viên ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục tab canh trái luôn, bấm vô một cái vị trí thứ hai. Đó, thì nó sẽ tự động nó nhích cái phần tab phim qua bên đây. Thì hiện giờ có cái tên của cái anh diễn viên này nó vẫn dài quá nè, thì mình sẽ phải đẩy cái tab phim xích qua thêm một tí nữa. Rồi, vậy là bây giờ là mình đã có hai cột sạch sẽ. Giả sử mình tiếp tục chọn cái tab canh trái ha. Và mình bấm tiếp ở một cái vị trí cuối cùng. Rồi, vậy thì cái phần rating của mình nó cũng được canh hàng hơn, nhưng mà vẫn còn một vài phim nó hơi dài. Vậy mình sẽ tiếp tục di chuyển cái phần tab này xích qua bên phải. Cơ bản là mình đã sắp xếp xong cái bảng này với cái window type tabs. Trong cái trường hợp mà các bạn chưa có hài lòng với cái bảng này, thì các bạn có thể là muốn là cái phần phim này mình không có canh trái như thế này mà canh phải đi. Thì mình có thể chọn vô cái tab phim đó. Sau đó thì mình bấm Right Justify Tab. Thì nó sẽ hơi rối loạn một tí, do là khi mà canh phải á, thì một số cái phim lại bị cấn vô trong tên diễn viên. Cho nên mình sẽ phải dời cái phần tab canh phải này xích qua bên đây. Đó, thì cái phần phim mình nó sẽ được canh phải. Còn nếu mà mình không thích nó canh phải như vậy mà mình muốn nó canh giữa, thì mình có thể sau khi mà chọn cái tab canh phải này xong, mình sẽ bấm lại cái tab canh giữa. Đó, thì nó sẽ thành ra là canh giữa ở cái cột này. Nghĩa là mình hoàn toàn có thể chỉnh từng cái cách canh hàng một cho từng cái cột của mình ở trong cái bảng dữ liệu này ha. Riêng đối với cái cột dữ liệu mà IMDb rating này nè, trong cái trường hợp mà mấy cái số mà nó chỉ có
một cái số chấm một cái rồi tới một cái số thôi á, thì thật ra là canh trái canh phải canh giữa gì cũng được, tại vì nhìn nó cũng sẽ đều đều ổn. Nhưng mà bây giờ giả sử như mình hơi sửa mấy cái thông số lại một tí ha, giả sử như mình thêm một số những cái số lẻ trong cái trường hợp mà bản dữ liệu của các bạn nó có giá tiền hay là một cái gì đó mà nó phức tạp hơn là một cái rating ngắn á, thì mình giả sử thôi, mình giả sử thôi, ở đây giả sử như là 17,25 rồi ở đây nó thành 37,31 rồi ở dưới đây có thể là phẩy hai mấy đó, đây 18 đi đó, thì nó sẽ xảy ra một cái chuyện, đó là cái dấu chấm này nó chạy tới chạy lui, nó không có canh. Thành ra là đối với cái cột á, mà nếu mà cái cột dữ liệu số mà nó có cái phần ngắt giữa cái phần số chẵn và cái phần số thập phân hay là giá tiền này kia, thì người ta sẽ có khuynh hướng là muốn canh hàng cái cột này theo cái dấu chấm này, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì mình sẽ trừ cái dòng IMDb rating ở trên ra ha, mình sẽ chỉ chọn cái đoạn từ có cái dữ liệu chấm này ở đây thôi. Sau đó thì mình chọn vô cái canh trái đây nè, mình sẽ không canh trái nữa mà mình chọn là cái ký hiệu này, đó là Align to Decimal, nghĩa là mình muốn nó canh theo cái dấu chấm ngắt, thì mình bấm vào. Thì hiện giờ mình bấm á, nó chưa có tác dụng rõ mà dấu chấm này nó cũng đang rất là rối loạn ở đây. Tại sao? Tại vì ở đây của mình nó đang là canh theo dấu phẩy và cái số của mình thì là dấu chấm. Thì mình sẽ đổi cái dấu phẩy này thành dấu chấm. Enter. Đó, thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ cái phần dấu chấm của mình nó đang được align. Khi mà mình chọn cái kiểu align là align to decimal đối với cái phần đoạn thông tin số như thế này ha. Mình có thể dời nó xích qua để cho nó nằm ngay dưới cái chỗ IMDb rating này. Còn riêng đối với cái dòng IMDb rating này thì nó vẫn được canh trái theo cái cột này. Khi mà mình để chuột vào thì mình vẫn chỉnh được cái phần canh hàng của cái IMDb rating riêng đó. Còn mình muốn chỉnh cho những cái phần dưới thì mình phải rác chuột cái phần dưới ha. Mình kéo qua kéo lại tùy theo cách mình chỉnh. Thì cái đó là cái cách để canh hàng đối với cái phần mà có những cái ký tự đặc biệt và nó phân cách cái dữ liệu số của mình. Sau khi mà mình có cái bảng dữ liệu đã được canh hàng thẳng thớm như thế này rồi, thì mình sẽ trang trí cho nó một tí xíu bằng paragraph rules hoặc là paragraph border and shading. Thì mình sẽ vào trong type, chọn paragraph, thì nó sẽ mở cái cửa sổ paragraph lên. Thì khi bấm vào cái nút nhỏ nhỏ ở đây, nó sẽ có cái phần là paragraph rules. Các bạn chọn paragraph rules ha. Thì ở đây mình sẽ thấy nó có một cái chỗ để drop down xuống, thì có thể chọn rule above hoặc là rule below. Rule nghĩa là cái gạch. Nếu mà mình muốn cái style của cái bảng của mình nó đơn giản thì mình có thể chỉ là gạch ngăn cách giữa những cái dòng với nhau thôi, thì mình có thể là chọn rule above hay là rule below gì cũng được hết ha. Ở đây mình sẽ chọn thử rule above đi, xong rồi mình check vô cái ô là run on. Ở đây cái line nó đang không có như ý của mình cho lắm. Khi mà các bạn check vào mà nó không có hiện ra thì các bạn có thể kiểm tra coi cái box review này của mình đã được check vô chọn chưa ha. Mình có thể thử uncheck check thì để mình thấy được cái review của cái rule nó nhìn như thế nào. Rồi, nếu mà mình thấy cái line này nó hơi dày quá thì mình có thể chỉnh cho cái weight này nó nhỏ lại ha, 0,25 pound thôi. Sau đó thì mình không muốn cái vị trí của cái line nó nằm ngay dưới mỗi cái dòng như thế này, mà mình muốn nó xích lên trên, tại mình chọn rule above mà. Thì mình có thể chỉnh cái chỗ offset này ha, nhích lên thì nó sẽ xích lên. Ở đây nó hơi quá một tí xíu thì mình có thể chỉnh lại manually, mình đánh một cái số vô nhất định như thế này. Thì nếu mà mình không có thích là tất cả các cái line nó bằng nhau thì mình có thể chọn một cái dòng trên cùng, xong rồi mình cũng chọn paragraph rules. Xong rồi riêng cái dòng trên cùng mình có thể là làm cho cái rule nó dày hơn. Ok. Đó, thì nhìn sẽ thấy nó khác, thì có thể là cái dòng trên cùng mình cũng format cho cái chữ nó dày hơn. Đó, thì mình sẽ ra được một cái thiết kế bảng đơn giản như thế này. Nếu mà mình không có thích cái dạng bảng như thế này mà mình muốn nó có màu sắc tô vô bên trong hơn á, thì mình cũng có thể là duplicate ra ha, mình giữ option hoặc là alternate ở bên PC rồi mình kéo ra thôi. Sau đó thì mình sẽ chọn cái bảng mới này và mình cũng bật cái paragraph rules lên, mình tắt rule đi. Ok, xong rồi mình sẽ mở cái paragraph border and shading. Thì nếu mà thích thì mấy bạn cứ thử thôi ha, cứ việc thử
chạy qua chạy lại xem nó có gì thay đổi khi mà mình chọn những cái mới. Nhưng mà ở đây mình sẽ không có demo cái phần làm border. Nếu mà mình chọn border thì bạn thấy nó sẽ thêm một cái khoanh vùng ở xung quanh nguyên cái bảng. Mình không có thích cái style này lắm thì mình có thể chọn shading qua cái phần shading ha. Thì mình check vô cái chỗ shading. Nhớ là nếu mà các bạn không có nhìn thấy nó hiện lên gì hết thì mấy bạn có thể bật tắt preview chỗ này ha. Rồi, thì hiện giờ nó shading như thế này, nó đang là cái dạng color là black và 20%. Thì nếu mà mình không có thích 20%, mình có thể chọn 10%, 70% và color có thể thành màu đỏ hay màu gì tùy thích ha. Mình có thể chọn như vậy. Thôi cứ black đi, có vẻ đẹp hơn. Rồi, giảm số phần trăm xuống chút xíu, giả sử như thế này. Ở đây mình thấy cái phía trên cùng á, mình muốn nó có một cái khoảng cách giữa cái phần tô màu với cái chữ một chút, chứ không có sát cái phần viền trên của cái chữ như thế này. Thì mình cũng có thể chỉnh cái phần offset của mấy cái cạnh này lại ha. Mình bỏ cái link ở giữa đi, mình có thể chọn cái offset của cái phần top nó nhiều hơn một tí. Thì nó hơi quá rồi. Mình sẽ sửa là thành chấm 0,2 đi. Đó, chẳng hạn như vậy thì nó sẽ có những cái phần nền màu cho từng cái khung một. Thì ở đây mình sẽ chỉ các bạn cách format cho nó chi tiết hơn ha. Giả sử như ở đây mình không có thích như thế này, mình muốn là cái shading ở trên cùng nó đậm hẳn đi, thì mình có thể chỉnh nó 100%, nhớ chọn nó trước ha. Ok, xong rồi mình có thể chọn cái phần chữ nó thành màu trắng. Đó, thì mình sẽ có cái khung nó khác đi. Rồi, cái phần này á, mình không có thích cái việc là nó đều đều màu như thế này, mà mình muốn nó là một cái line màu đậm, một cái line màu nhạt đi. Thì mình sẽ chọn cái line ở cái chỗ thứ hai này ha. Xong rồi mình cũng vô cái phần là border and shading. Qua bên shading thay vì là 10% thì giả sử mình chọn 30% đi. Ok, rồi thì mình sẽ thấy có một cái line nó màu khác đi. Lúc đó nếu mà mình thích là mấy cái line này sẽ xen kẽ nhau thì mình chỉ việc chọn cái này, xong rồi mình chọn qua cái công cụ là eyedropper tool ở đây nè. Sau đó mình chích lên cái dòng thứ hai thì nó sẽ tự động copy màu xuống ha. Sau đó thì mình lại chích xuống cái dòng thứ năm. Đó. Chích xuống thì nó sẽ copy cái màu và nó sẽ có một cái bảng như thế này để mình có thể gắn vô trong cái thiết kế của mình. Rồi, giờ mình sẽ gấp cái bảng này. Mình cầm Command C, mình xuống dưới đây, mình cầm Command V vào đây. Đây là cái layout của mình muốn có cái bảng này nằm trong cái layout này. Rồi, hiện giờ nếu mà mình ráp cái bảng này vô cái layout này thì nó bị một cái, đó là nó hơi lố so với cái phần mà canh cột của mình đang có. Ưu điểm của cái việc thiết kế bằng cái tab và paragraph rules hay là paragraph border and shading á, là mình có thể chỉnh sửa cho cái phần khoảng cách dòng tăng lên. Chẳng hạn như ở đây nó đang là ô tô là 14.4 đi, thì mình chọn thành 18 thì nguyên cái phần bảng nó cũng sẽ giãn ra, nếu mà mình giãn cái khoảng cách dòng ra. Và mình có thể là cái bảng của mình nó có thể chiếm một cái diện tích to hơn nếu mà mình cần ha. Chỉnh xuống 16 thì nó sẽ tự nó co lại một tí. Hoặc là như lúc nãy là 14.4 thì mình chỉ muốn chỉnh lên cỡ 15 thôi thì mình thấy cũng được rồi. Rồi, sau đó thì mình có thể double click vô đây để thu gọn cái bảng lại. Ở đây bật cái nhấn W để bật tắt gai lên, thì mình thấy ở đây cái bảng của mình đang lố ra ngoài hơi nhiều. Vậy thì mình phải làm sao? Mình sẽ vô Type và chọn Tab lại. Sau đó mình sẽ để cái tab ở đây và mình nhìn cái này. Ở đây á, thì cái phần chữ mình cũng không có thích nó quá sát cái lề này, thì để chỉnh cho cái cục tab đầu tiên nó nhích vô thì mình chỉ việc bấm vô cái chỗ nhỏ đầu tiên này nè, mình kéo nó vô xíu xíu ha, thì cái phần năm nó cũng sẽ được nhích vô. Mình thì mình khá là thích việc align những cái phần nội dung của mình theo cái cột mà mình đã tạo ở trên cái văn bản á. Thành ra là mình sẽ dời cho cái cột thứ hai, cái cột tab thứ hai này nó xích vô sát cái cột của cái document ở trên InDesign này luôn. Rồi, vậy cái cột actor của mình nó đã align chỗ này. Rồi, cái phần phim của mình nó mình muốn nó xích qua một tí. Giả sử như mình không có thích nó canh giữa như thế này nữa thì mình cũng có thể đổi nó thành canh trái. Và mình dời nó vô đúng cái chỗ cột chữ mà mình muốn ha. Giả sử như nó align ngay cái cột này. Rồi, tới cái phần rating. Cái align này xích vô. Hiện giờ nó đang canh trái, mình không thích vậy ha, mình muốn nó canh theo dấu chấm. Rồi. Sau đó thì cái chỗ IMDb này mình muốn nó xích vô trong đây.
Rồi vậy là xong. Khi mà mình dời cái cột gọn lại như thế này rồi thì mình có thể thu gọn cái bảng tổng thể của mình xích vô đây luôn. Khi mà mình tắt cột đi thì nó sẽ có một cái bảng nó vừa vặn vô trong cái thiết kế của mình như thế này. Rồi thì đó là toàn bộ cách mà các bạn có thể tạo một cái dạng dữ liệu bảng ở trong InDesign bằng Tabs và Paragraph Rules, Paragraph Border and Shading. Mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.